Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng người dân địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, dâng hương tại đền thờ quan đại tư đồ Trần Nguyên Đán, cầu cho quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Trước đó, lễ rước văn từ chùa Côn Sơn sang đền thờ Nguyễn Trãi đã được thực hiện trang nghiêm với đầy đủ nghi thức của nhà Phật và nghi lễ truyền thống. Sau lễ dâng hương, lãnh đạo ngành văn hóa địa phương đã thị sát thực địa khu vực ao Huê Trại Ổi, nơi dự kiến xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.